Xin kính chào quý thầy cô. Rất nhiều nhà trường, giáo viên và học sinh nhận được thông báo OLM miễn phí, kể cả các học liệu của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tuy nhiên, khi truy cập thì hầu hết vấn đề mọi người gặp phải đó là hệ thống giới hạn thời lượng xem nội dung và làm bài. Sau đó hiện lên thông báo yêu cầu mua tài khoản VIP để truy cập học liệu. Video này sẽ giải đáp thắc mắc đó và hướng dẫn nhà trường, thầy cô và học sinh cách khai thác kho học liệu chất lượng một cách hoàn toàn miễn phí nhé! Khi đăng nhập vào tài khoản giáo viên của mình, thầy cô có thể tự tạo ra các loại học liệu để giao bài cho học sinh. Nhưng lợi ích lớn nhất khi sử dụng OLM là kho học liệu sẵn có của Đại học Sư phạm Hà Nội, bao gồm video tương tác, lý thuyết tương tác, câu hỏi luyện tập, đề thi tất cả các môn và tất cả các lớp từ mẫu giáo tới lớp 12. Thầy cô chỉ cần vào trang chủ olm.vn, chọn lớp, chọn môn, sau đó chọn bài mình muốn giao cho học sinh. Giả sử, thầy cô xem video bài chu vi hình tròn thuộc chương trình toán lớp 5 này, thấy hay và muốn giao cho học sinh, thầy cô cần nhấn chữ giao bài, nút màu xanh lá cây ở góc trên, ngay cạnh tên đề bài. Sau đó chọn lớp cần giao, ví dụ lớp 5A. Chọn thời hạn làm bài và nhấn chữ giao bài. Như vậy, với một học sinh lớp 5A, khi đăng nhập đúng tài khoản giáo viên tạo ra, sẽ thấy bài này ở vùng không gian lớp học của tôi. Học sinh có thể vào học bài và hoàn thành 100% bài học mà không bị giới hạn hay yêu cầu mua VIP. Cũng tài khoản đó, nhưng khi các em học ngoài vùng lớp học của tôi, tức là không thuộc những bài giáo viên cho, mà ra trang chủ olm.vn. Chọn một bài khác trong chương trình toán lớp 5, thì các em sẽ bị giới hạn và yêu cầu nâng cấp tài khoản VIP. Thầy cô lưu ý điều này nhé! Vậy, để các em có thể học miễn phí kho học liệu sẵn có của OLM, nhà trường và giáo viên cần đăng nhập vào tài khoản quản lý trường hoặc tài khoản giáo viên, chọn bài muốn giao, sau đó nhấn giao bài cho các em. Bình thường, để sử dụng kho học liệu này, một học sinh tự do cần mua tài khoản VIP với giá là 350.000 một năm. Tức nếu một lớp 30 học sinh thì mất phí là 10 triệu 500.000 đồng, còn một trường 1.000 học sinh thì phí là 350 triệu đồng. Tuy nhiên, bằng cách đăng nhập đúng vào tài khoản của học sinh mà giáo viên gửi, sau đó vào vùng không gian lớp của tôi và làm bài giáo viên giao, thì học sinh sẽ học được hoàn toàn miễn phí. Với cách mà OLM vừa hướng dẫn ở trên, thầy cô hãy chịu khó, tích cực giao bài để cả nhà trường, giáo viên và học sinh đều được hưởng lợi ích tối đa từ OLM, tiết kiệm được ít nhất là 350.000 một học sinh một năm và tới cả 100 triệu đồng cho toàn trường. Thầy cô hãy khai thác và tận dụng tối đa kho học liệu này để đem đến những bài học bổ ích, chất lượng cho học sinh của mình nhé! Nếu gặp khó khăn gì, thầy cô hãy liên hệ ngay các số hotline trên OLM để được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc. Xin cảm ơn quý thầy cô!